Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải, mua bán tải các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Wildtrak 3.2. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 6.8 km rồi quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì ở cái phiên bản 3.2 là phiên bản cao cấp nhất rồi các bạn ạ. Full option, từ cảnh báo lệch làn, phanh khoảng cách, tất cả đầy đủ hết cả rồi. Cảnh báo áp suất lốp đầy đủ rồi. Chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này chúng tôi đang đăng bán giá là 615 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Wildtrak 3.2 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 2016 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Ford cũng đã trang bị cho chiếc Y-Tech 3.2 này là một cái khối động cơ này là 3.2 các bạn nhé, động cơ turbo 3.2 này. Đấy. Và tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp đây các bạn này, từ ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, còn rất đẹp luôn đấy ạ, không những còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, cabo này, keo chỉ cabo này và cái phần động cơ cũng còn rất là mới các bạn nhé. Đấy. Chiếc xe này chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu này, còn bẩn nguyên đây này, chưa có dọn dẹp gì các bạn nhé, còn bẩn nguyên đấy ạ. Mà đã đẹp như này rồi thì là chủ xe rất là giữ gìn các bạn ạ. Đấy, chủ xe rất giữ cho nên là cái động cơ này nó mới đẹp và còn nguyên bản như này này, tất cả những cái ốc này là còn nguyên bản hết nhá. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Ranger Y-Tech phiên bản 3.2, sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 6.8 km quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi với cái giá là 615 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Y-Tech 3.2 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn này quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.